hướng dẫn chi tiết tham quan suối tranh Phú Quốc. Nói đến du lịch Kiên Giang thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến du lịch Phú Quốc, được mệnh danh là hòn đảo ngọc của Việt Nam. Nhiều năm nay, du lịch Phú Quốc là một trong những thiên đường hàng đầu đối với du khách trong và ngoài nước. Có rất nhiều lý do khiến cho du lịch Phú Quốc hấp dẫn nhiều du khách đến vậy. Và dù bạn đến với Phú Quốc bởi vì lý do gì chăng nữa thì chuyến đi ấy chắc chắn cũng sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Để tour du lịch Phú Quốc trở nên hoàn hảo và đáng nhớ hơn nữa thì có một địa điểm du lịch Phú Quốc mà bạn không nên bỏ qua, đó chính là khu du lịch Suối Tranh. Với những bạn yêu thích thiên nhiên, muốn tìm một địa điểm du lịch Phú Quốc nào đó để tổ chức picnic thì khu du lịch Suối Tranh chắc chắn sẽ là một trong những lựa chọn lý tưởng dành cho bạn đó nha. Sau đây, Blog Travel Việt sẽ giới thiệu với bạn một số đôi nét về khu du lịch Suối Tranh. Khu du lịch Suối Tranh là một trong những khu du lịch ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn và thú vị nằm ở đảo Ngọc Phú Quốc, cách trung tâm thị trấn Dương Đông tầm khoảng 9 km về phía đông đảo. Trước kia thì Suối Tranh còn rất hoang sơ, đơn thuần là một trong những điểm nghỉ ngơi giải trí của người dân Phú Quốc sau những ngày làm việc mệt mỏi hoặc khi có lễ hội lớn ở trên đảo mà thôi. Nhưng mà ngày nay, Suối Tranh là địa điểm du lịch Phú Quốc được ưa thích của nhiều du khách tham quan cũng như là nét đặc trưng của du lịch Phú Quốc đó nha các bạn. Từ ngoài cổng vào khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc, đi qua đường mòn lát những viên đá nhỏ. Sau khi đi khoảng 30 phút đi bộ thì các bạn sẽ đến với một ngọn thác cao tầm 2 mét. Dưới chân thác là nước đọng lại như một cái hồ, sâu tầm 1 mét đến 1 mét rưỡi. Và Suối Tranh Phú Quốc bắt nguồn từ dòng suối chảy trên dãy núi Hàm Ninh. Sau khi chảy qua các khe núi, len lỏi qua những gốc cây, kẽ lá tạo nên một dòng suối xanh thơ mộng trải dài khoảng 15 km. Thỉnh thoảng thì có những đàn đá ghềnh nhấp nhô khiến cho dòng suối chảy qua không còn mềm mại nữa mà tạo thành những con thác nhỏ mềm mại, trắng xóa trong màu xanh mượt mà của cỏ cây hoa lá. Suối Tranh Phú Quốc thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp của chốn rừng núi hoang sơ và là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc thu hút rất nhiều du khách gần xa đến tham quan đó nha. Tên gọi Suối Tranh cũng được đặt từ năm 1963. Khi đó thì nhà thơ Đông Hồ trong một lần đi qua nơi này do quá ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên như một bức tranh của dòng suối cho nên đã đặt tên cho nó là Suối Tranh. Đến với khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc thì bạn sẽ được hòa mình với không khí thiên nhiên tươi đẹp, đắm mình trong làn nước mát lạnh, lắng nghe những âm thanh du dương của núi rừng và khám phá những hang động huyền bí tuyệt đẹp. Vậy thì nếu như đi du lịch Suối Tranh Phú Quốc thì nên đi vào thời điểm nào trong năm? Nhìn chung thì các bạn có thể đến khám phá khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc vào bất cứ thời gian nào trong năm cũng được. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc của Blog Travel Việt, thì địa điểm lý tưởng nhất để đến với địa điểm du lịch Suối Tranh Phú Quốc là khoảng từ tháng 7 cho đến tháng 10 hàng năm, tức là vào khoảng mùa mưa. Đây là khoảng thời gian mà dòng suối tranh đẹp nhất, thơ mộng nhất và có nhiều nước. Nước từ trong núi đổ về cũng nhiều, vì vậy bạn sẽ được tha hồ tắm mát, xua tan đi những oi bức nóng nực của những ngày hè. Và sau đây, Blog Travel Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển đến Suối Tranh Phú Quốc nha. Đường đến với địa điểm du lịch Phú Quốc này cũng khá đơn giản. Chỉ cần có một tấm bản đồ hoặc là một chiếc smartphone là các bạn có thể tự đi đến Suối Tranh Phú Quốc rồi đó. Theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc của Blog Travel Việt thì các bạn nên xuất phát từ trung tâm thị trấn Dương Đông, rồi đi về hướng Đông Nam theo đường 30 tháng 4, hướng đến Hàm Ninh. Tiếp tục đi theo tỉnh lộ 47 khoảng tầm 3 km nữa sẽ đến khu du lịch Suối Tranh, nằm ở ngay trên đường lộ luôn các bạn ạ. Và giá vé tham quan Suối Tranh Phú Quốc cũng khá là rẻ. Khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc hiện nay đang là địa điểm du lịch có giá vé vào cửa rẻ nhất tại Phú Quốc hiện nay đó nha. Giá vé tham quan của địa điểm du lịch Phú Quốc này đang được áp dụng hiện nay là 10.000 đồng cho một người. Và đặc biệt là giá vé này luôn được giữ cố định và sẽ không thay đổi dù những dịp cao điểm hay thấp điểm. Nếu như bạn muốn ở lại cắm trại tại Suối Tranh Phú Quốc thì sẽ mất thêm một khoản kinh phí rất nhỏ để thuê lều trại mà thôi. Và để biết thêm chi tiết về khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc thì các bạn có thể liên hệ khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc nằm ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, Phú Quốc và số điện thoại liên hệ 077 384 9863. Vậy thì khi đi du lịch Suối Tranh Phú Quốc chúng ta cần chuẩn bị những gì nào? Suối Tranh luôn là địa điểm du lịch lý tưởng để cắm trại và tổ chức những buổi picnic tại Phú Quốc. Nếu như bạn muốn tổ chức picnic tại địa điểm du lịch Phú Quốc này thì hãy chuẩn bị sẵn một chút đồ ăn như là bánh mì nè, thịt xiên, hải sản ướp sẵn, nước ngọt, rượu xiêm vân vân. Và bạn không cần phải mang theo võng hay lều bạt, vì tại khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc có dịch vụ cho thuê những vật dụng này với mức giá cực kỳ hợp lý. Và sau đây sẽ là một số những trải nghiệm thú vị tại khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc mà các bạn không nên bỏ qua. Đầu tiên đó là tắm thác. Còn gì tuyệt vời bằng khi vào những ngày nắng nóng và oi bức chúng ta được hòa mình với dòng thác mát lạnh tại địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng Suối Tranh.
Cảm giác đứng dưới lòng thác nước đổ từ trên cao xuống, nhắm mắt tận hưởng, bạn sẽ cảm thấy như mọi căng thẳng lo lắng của cuộc sống dường như đều tan biến hết, để nhường chỗ cho những phút giây thư giãn tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là phải luôn giữ gìn vệ sinh chung khi tắm tại suối Tranh Phú Quốc nha, không vứt rác bừa bãi nữa. Và một trải nghiệm khác được rất nhiều bạn trẻ thích thú khi đến với khu du lịch suối Tranh Phú Quốc đó chính là chụp hình sống ảo. Cho dù có phải là một tín đồ thích sống ảo hay không thì đến với khu du lịch suối Tranh các bạn cũng nên chụp cho mình những bức ảnh làm kỷ niệm. Và tại địa điểm du lịch Phú Quốc này có những background vô cùng ấn tượng, chắc chắn bạn sẽ có được những bức ảnh độc đáo khiến cho những bạn bè ở nhà phải ghen tị đấy. Một trải nghiệm khác cũng thú vị tại khu du lịch suối Tranh Phú Quốc đó là thám hiểm hang dơi. Đến với khu du lịch suối Tranh mà không khám phá hang dơi kỳ bí thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Hang động này nằm giữa lưng chừng núi, trên đường đi ra suối Tranh, cao chừng khoảng 200m thôi, sâu đến 50m và có nhiều thạch nhũ đẹp. Nhất là vào ban ngày khi ánh nắng chiếu vào, những khối thạch nhũ tại hang dơi ở suối Tranh Phú Quốc càng trở nên lung linh huyền ảo hơn nhiều. Để leo lên được hang dơi ở suối Tranh Phú Quốc thì có lúc bạn sẽ phải trải qua những chặng đường mang chút âm u của núi rừng với dây leo chằng chịt. Nhưng khi qua đoạn ấy rồi thì sẽ được vào đoạn đường đầy những tia nắng vàng le lỏi qua tàn cây, chiếu xuống mặt đất đầy lá khô và cỏ dại. Dưới con đường nhỏ này thì bạn sẽ thấy hành trình vượt rừng khám phá suối Tranh của mình thật là nhẹ tên. Không khí trong rừng mát rượi nhưng ngày càng vào gần con suối thì bạn sẽ càng cảm nhận được hơi nước mát lạnh, tiếng róc rách nước đổ xa gần vang vọng khiến cho bước chân rộn ràng hơn. Từ chân suối Tranh bạn đi tầm khoảng 300m là lên đến thượng nguồn để cắm trại, tắm suối, tắm thác và nghỉ ngơi thư giãn. Suối Tranh không quá lớn nhưng những thác ghềnh cũng không quá cao hay là ầm ào dữ dội. Dòng suối mang theo các kẽ đá tuôn chảy mềm mại, lúc lờ lững, lúc róc rách như một bức tranh tươi đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho đảo Ngọc Phú Quốc. Có đoạn suối chảy qua các đoạn ghềnh đá tạo ra những con thác mềm mại trắng xóa trong màu xanh mượt mà của cỏ cây hoa lá vô cùng thú vị. Và thỉnh thoảng thì những ghềnh suối đổ vào một vùng hồ nhỏ, nước trong veo, tha hồ cho các bạn thoải mái ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Các phiến đá ven suối phủ đầy rêu xanh rì mang vẻ đẹp hoang dã cuốn hút, nhưng cũng là một thử thách cho những bạn muốn vượt qua vì khá trơn trượt. Vì vậy, bạn nên xem xét thật cẩn thận khi đặt chân đến những phiến đá ấy nha. Và các bạn biết không, câu cá suối cũng là một trong những trải nghiệm thú vị mà hầu như chỉ những du khách nào có gu mới biết được khi đến với suối Tranh Phú Quốc. Khi đến với suối Tranh Phú Quốc thì các bạn nam có thể mang theo một chiếc cần câu nhỏ tìm chỗ nước lặng, ngồi thư thả buông cần kiếm cá. Các bạn nữ thì thảnh thơi kiếm một tảng đá khô ngả lưng đọc sách trong tiếng chìm thảnh thót, tiếng suối rì rầm vào trong hương hoa rừng thanh thản trong gió. Bạn biết không, vào năm 2009 thì người dân địa phương đã từng bắt được một con cá ở suối Tranh này, giống với cá lóc đồng trọng lượng khoảng gần 10kg luôn. Điều đặc biệt của con cá lóc khổng lồ này là trên đầu nó có 3 chấm màu hồng nằm ngang nhau, giống hệt như những vết chấm huệ in trên đầu của các nhà sư, và phần nửa thân trở về vây đuôi còng lên. Vì thế khi bơi, phần đuôi thường nổi phật phồng trong nước. Theo những người dân sống lâu năm ở Phú Quốc thì đây là con cá lóc nước ngọt to nhất từ trước đến nay, mới được phát hiện và tuổi thọ của nó cũng không dưới 10 năm. Hiện thì con cá lóc khổng lồ này do ban quản lý ở khu du lịch suối Tranh Phú Quốc mua lại nuôi dưỡng nhằm phục vụ du khách tham quan. Cá đang được nuôi trong một bể xi măng để phục vụ cho du khách du lịch Phú Quốc đến tham quan. Và cũng từng có một du khách nước ngoài đã đến ngã giá khoảng 1.000 đô la Mỹ, nhưng mà khu du lịch suối Tranh quyết định giữ lại không bán, mà giữ lại để cho các du khách du lịch Phú Quốc đến đây tham quan. Người quản lý con cá lóc cho biết, mấy chục năm nay trên đảo nước mặn Phú Quốc này mới bắt được con cá lóc nước ngọt lớn và kỳ lạ đến vậy. Và một trải nghiệm khác cực kỳ thú vị tại khu du lịch suối Tranh Phú Quốc đó chính là tổ chức một buổi cắm trại nhỏ nhỏ. Sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời nếu như bạn đi du lịch Phú Quốc đến với khu du lịch suối Tranh cùng với nhóm bạn thân của mình. Vì sau khi đã khám phá, thỏa thích và mệt nhoài, các bạn có thể cùng nhau bày tiệc picnic bên bờ suối, thưởng thức các món nướng mồi, nhấp chút rượu sim ấm thơm hương của Phú Quốc, rồi rơm rã những câu chuyện trên trời dưới biển trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Có khi bạn sẽ quên cả lối về ấy chứ. Suối Tranh là một điểm đến thật tuyệt vời phải không nào? Nếu như có dịp đi du lịch Phú Quốc thì hãy cùng bạn bè trải nghiệm hết những điều tuyệt vời ở khu du lịch Suối Tranh mà Blog Travel Việt đã chia sẻ cho các bạn ở trên nha. Sẽ thật là vui đấy. Nhưng khi vui chơi xong thì các bạn nhớ gom rác và bỏ đúng nơi quy định để giữ mãi môi trường xanh sạch đẹp cho vùng thiên nhiên tươi đẹp này nhé. Come on, come on.